Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Những ảnh hưởng từ công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam đối với môi trường kinh doanh Trang báo tiếng Anh Geopolitical Monitor vừa mới có một bài viết đánh giá tác động của vụ đảng Cộng sản Việt Nam cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về nghỉ hưu. Bài viết của tác giả Randall Hua với tựa đề tạm dịch Môi trường đầu tư sẽ thận trọng hơn sau khi Chủ tịch nước Việt Nam bị miễn nhiệm tác giả Randall Pua cho rằng vị trí chủ tịch nước không liên quan đến việc điều hành kinh tế tại Việt Nam, nên việc thay ông Phúc sẽ không thay đổi nhiều dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả Randall Pua, dù ai lên thay cũng không ảnh hưởng tới đường lối kinh tế vĩ mô, cho dù đó là những người xuất thân từ an ninh chứ không phải giới kỹ trị. Tuy nhiên, việc loại bỏ các chính trị gia hàng đầu như ông Phúc là một dấu hiệu cho thấy đảng không tin tưởng vào phái kỹ trị và muốn loại bỏ tham nhũng vì nó đe dọa tính chính danh của đảng hình ảnh bài viết trên trang geopolitical Monitor cũng theo Puah, công cuộc chống tham nhũng sẽ có những tác động tiếp tục đến giới làm ăn nên họ cần biết ba điều sau thứ nhất môi trường chính trị của việt nam sẽ thận trọng hơn vì các chính trị gia rút ra bài học từ những diễn biến gần đây khiến cho các thỏa thuận làm ăn cũng như thủ tục cấp phép của chính phủ sẽ chậm hơn. Thứ hai, các doanh nghiệp cần chuẩn bị để tránh xa hoặc giảm thiểu rủi ro trước làn sóng điều tra chống tham nhũng có thể có động cơ chính trị sẽ ập tới trong những tuần, những tháng sau tới Nguyên Đán. Thứ ba, các doanh nghiệp cần cẩn trọng với xu thế lâu dài có thể xảy ra khi Đảng Cộng sản tập trung hơn vào kiểm soát nội bộ, thể hiện qua việc các vụ thanh trừng để loại bỏ đối thủ chính trị. Việc kiểm duyệt bên trong cũng tạo rủi ro cho các hoạt động các quy định và danh tiếng của doanh nghiệp. Trong tuần qua, vụ ông Phúc phải rời ghế chủ tịch nước khi chưa hết nhiệm kỳ đại hội đảng đã thu hút nhiều bình luận quốc tế. Nhà bình luận từ Hoa Kỳ Zachary Abuza cho rằng những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là những nhà kỹ trị thực dụng, quyết tâm đưa Việt Nam vào quỹ đạo kinh tế vĩ mô ổn định, nhưng họ cũng có nhiều kẻ thù, ông viết trên trang Nikkei Asia. Reuters dẫn lời Tiến sĩ Hà Hoàng hợp một thành viên cấp cao của viện AC Yusuf Ishak tại Singapore, cho rằng sự ra đi của ông Phúc có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng. Trái ngược lại, giáo sư Carl Taylor, nhà quan sát Việt Nam từ lâu ở Úc, trả lời AFA rằng việc chỉ đạo chung các vấn đề đối ngoại là do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định, nên việc ông Phúc xuống chức hay các thay đổi nhân sự cao cấp nhất chỉ có tác động nhỏ tới chính sách chung ông cho rằng chính sách đối ngoại của việt nam sẽ không thay đổi vẫn là tăng cường quan hệ một cách thận trọng với hoa kỳ và không để cho trung quốc mất lòng nền kinh tế việt nam từ lâu đã lệ thuộc vào mối quan hệ quan chức sân sau của hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế gắn liền dịch vụ công bao gồm cả y tế xây dựng bất động sản với công cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản các công ty tư nhân sẽ lo sợ bị dính vào các án tham nhũng nên họ sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động hình ảnh vàng lãnh đạo Việt Nam. Khi kinh tế thị trường dẫn dắt, các quan chức khó cưỡng lại sức hấp dẫn của lợi nhuận kiếm được quá dễ dàng với quyền lực trong tay họ. Việc độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản khiến cho mọi thông tin bị bưng bít, thiếu minh bạch và xử lý tham nhũng là theo ý của đảng, chứ không phải theo quy trình của pháp luật. Việc tạo ra một môi trường minh bạch, thượng tôn pháp luật là khó khả thi. Ngoài ra, Việt Nam thiếu cơ chế kiểm tra chéo, cân bằng và giám sát quyền lực nên việc phát hiện tham nhũng làm trong sạch bộ máy là khá khó khăn. Chống tham nhũng chỉ là chuyện hô hào của đảng và là cái cớ để đảng thanh trừng trong nội bộ, chứ không phải thực sự vì đất nước, vì người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Những ảnh hưởng từ công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam đối với môi trường kinh doanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và Facebook của thời báo.d chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tăng trưởng là ảo, chỉ tiền từ khúc ruột ngàn dặm là thật. Tờ báo vnexpress.net trong ngày 24 tháng 1 năm 2023 loan tin, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD năm 2022 giảm gần 6,7% so với năm 2021 do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế tại nhiều nơi. Đặc biệt trong những năm gần đây, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bình quân thường tăng từ 7 tới 10% mỗi năm. Lượng tiền do kiều bào và người đi xuất khẩu lao động gửi về thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình của người lao động ở nước ngoài, các dịch vụ thu hút kiều hối. Trong hai năm 2021 và 2022, Ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã ảnh hưởng nhiều đến lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Song, kiều hối vẫn là khoản đóng góp lớn vào mức 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh luôn là dẫn đầu về lượng kiều hối của Việt Nam hình ảnh, bản tin kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD của báo vnexpress.net. Dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong thời điểm này, hoạt động chuyển tiền của bà con người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài về cho thân nhân trong nước trở nên rất sôi động đây cũng là dịp các ngân hàng các công ty kiều hối đẩy mạnh chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm lượng khách hàng chi, chi trả qua đơn vị của mình theo chu kỳ hàng năm lượng kiều hối cuối năm và dịp trước tết nguyên đáng thường chảy về nhiều khi người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về cho gia đình năm nay lãi suất gửi tiết kiệm tăng cao càng kích thích nhiều người nhận kiều hối sẽ bán ra lấy việt nam đồng gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao bên cạnh đó nguồn cung ngoại tệ dồi dào có ý nghĩa lớn với việc ổn định tỷ giá USD Việt Nam đồng. Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu ngoại tệ từ xuất khẩu, kiều hối cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng giúp đảm bảo cung cầu ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, cũng như giảm sức ép tăng tỷ giá của đồng bạc xanh. Hình ảnh bài báo kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 6,8 tỷ USD đăng trên trang tiền phong.vn. Theo một bài báo trên trang tiền phong.vn đăng tải ngày 22 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhắm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đặt trong bối cảnh kinh tế của một số quốc gia và khu vực trên thế giới gặp nhiều khó khăn do lạm phát, do đồng tiền mất giá, suy giảm kinh tế, thu nhập của người dân, người lao động tại các quốc gia này cũng bị ảnh hưởng, thì việc kiều hối chuyển về trong năm 2022 – đạt mức này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với phát triển nền kinh tế xã hội đất nước nói chung và thành phố nói riêng theo ông lệnh đây là nguồn vốn quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm khác với các nguồn vốn khác đây là nguồn vốn không phải hoàn trả không phải trả chi phí sử dụng vốn chi phí lãi vay đồng thời vì đây là nguồn thu bằng ngoại tệ nên giá trị mang lại từ nguồn kiều hối này là rất lớn trở thành nguồn lực vàng cần được tiếp tục thu hút và huy động tích cực. Hình ảnh bài viết Kiều Hối vẫn là nguồn lực quan trọng cho Việt Nam trên báo BBC. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này cũng như tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách và chủ trương của đảng và nhà nước đối với kiều bào, đối với chính sách ngoại hối, hoạt động chi trả ngoại tệ, đặc biệt tiếp tục xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư với những dấu ấn nổi bật về thương hiệu quốc gia. Tại một đất nước Việt Nam hòa bình, bình yên, an ninh trật tự, thân thiện và tràn đầy khát vọng phát triển sẽ là động lực to lớn nhất để nguồn kiều hối tiếp tục tăng trưởng qua từng năm và phát huy hiệu quả để đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, báo tiền phòng.vn viết. Cung cấp thêm thông tin về nguồn lực quan trọng này, báo BBC.com hôm 25 tháng 1 cho biết thêm. Trong một thống kê đáng quan tâm, nguồn thu kiều hối hiện đã tương đương và gần đây cao hơn so với nguồn vốn giải ngân FDI ở Việt Nam. Theo đó, tổng kiều hối từ năm 1993 đến nay đạt hơn 200 tỷ USD so với khoảng 190 tỷ USD FDI được giải ngân từ năm 1986 đến nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức do Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin tăng trưởng là ảo chỉ tiền từ khúc ruột ngàn dặm là thật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d